Dạ, xin chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Em là Vinh đến từ quê hương Chợ Lách Bến Tre. Thì hôm nay em đang có mặt tại Sa Đéc nha anh chị. Thì em đang trên đường lên xứ sở làng hoa Sa Đéc để lấy một số cây giống, một số hoa giống về về Chợ Lách nha anh chị. Thì em đang ở hiện tại đi là qua phà Đình Khao nha anh chị. Thì cũng lâu lắm rồi em mới đi lại nha anh chị. Tại vì tình hình dịch bệnh nên thường là em ở nhà soạn cây không à. Ít khi nào đi lấy những cái cây kiểng, cây hoa về lắm. Thì hôm nay có dịp xe đi qua đó gom hàng thì em cũng đi và sẵn đó quay cho anh chị xem cái chuyến hành trình hôm nay nha. Rồi, thì sau khi mà em đến đến Sa Đéc anh chị thì em đang lên hàng nha anh chị. Thì trước màn ảnh của anh chị là cái giống mai xanh và đây là cái phôi bông giấy Mỹ anh chị. Đang chất lên xe chuẩn bị trở về tập kết ở quê hương em Chợ Lách Bến Tre. Và em còn lấy thêm một số hoa khác nữa anh chị. Đây. Hoa giấy. Thì có lấy một số gốc phôi này về là phục vụ cho quá trình sản xuất bên em nha anh chị. Anh em chuẩn bị ghép là giấy 5 màu, giấy ngũ sắc anh chị. Thì có anh chị nào có nhu cầu thì cũng có thể đặt hàng bên em nha. Rồi đây quay cái đoạn đường này là ở Sa Đéc nha anh chị. Quay cho anh chị xem. Thì một tí nữa em tiến vào trong cái khu hàng của anh khách, hàng của anh chủ vườn thì quay cho anh chị xem luôn nha. Thì dư hiện tại em đang ở cầu Sa Đéc 1, Sa Đéc 2 gì đó em cũng không gành nữa. Lâu quá lâu em mới đi lại nên cũng không gành lắm nha anh chị. Anh chị nào ở Sa Đéc thì nó biết đây là cầu Sa Đéc 1, Sa Đéc 2 nha.